Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Quý vị thân mến, hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết vận hạn của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm Tân Sửu 2021 sẽ xảy ra những vấn đề gì và cách hóa giải ra sao đối với Kim Bài Thái Tuế năm 2021. Giáp Tuất năm 2021 chịu tác động nhiều của cục diện hình Thái Tuế nên đây sẽ là một năm đầy thách thức và cần phải nỗ lực nhiều hơn đối với người sinh năm 1994. Do vấp phải cục diện hình Thái Tuế, rất nhiều phương diện cuộc sống của bạn như sự nghiệp, mối quan hệ tài chính sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mâu thuẫn cãi vã trong năm xảy ra nhiều hơn. Họa thị phi và tiểu nhân luôn rình rập chú ý lời ăn tiếng nói và đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ xấu. Sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm, để phòng những chấn thương có thể xảy ra do té ngã, tai nạn, sự cố nghiêm trọng còn phải động vào chạm vào dao kéo nữa. Đối với công việc làm ăn thì theo phong thủy lộc tài thì tuổi Tuất năm 2021 cục diện tương hình là nguyên nhân khiến cho công việc của đương số gặp nhiều bấp bênh trong năm 2021. Khối lượng công việc tăng lên nhưng bạn gần như luôn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Có đôi lúc bạn sẽ thấy nản chí vì những vất vả mà mình đang chịu đựng. Đã vậy thì lại thêm cạnh tranh nội bộ, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên, càng khiến bạn nghi ngờ liệu những gì mình đang cố gắng có phải là đúng đắn hay không. Tuy nhiên thì may mắn rằng sau tất cả, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn bằng chính cái năng lực của mình, bộc lộ vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể và nhận được sự tán thưởng công nhận của tất cả mọi người. Đối với tiền bạc và tài chính thì tài vận trong năm thăng trầm bất ổn, kinh doanh buôn bán có lộc tùy từng thời điểm. Được mất thì đan xen, được nhiều nhưng mất cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó còn phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn do anh em, bạn bè hoặc bị lôi kéo đầu tư thiếu hiệu quả. Tốt nhất nên tránh các dự án đầu tư bất động sản trong năm nay. Đừng vì tham cái lợi trước mắt mà đặt cược những gì mình đang có. Còn đối với tình duyên gia đạo thì phương diện tình cảm khó mà phát triển một cách tốt đẹp như mong muốn. Rất nhiều mối quan hệ rơi vào tình trạng rối ren, trong đó có cả mối quan hệ gia đình, cá nhân và trong công việc. Người đã có đôi có cặp dễ xảy ra tranh cãi với nửa kia vừa cùng với sự cứng đầu và bảo thủ của mình. Lời nói trong lúc nóng giận có thể gây ra những tổn thương khó hàn gắn. Mâu thuẫn thì cần được xử lý càng sớm càng tốt, nếu để kéo dài sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào và phá hoại tình cảm của hai bạn. Mối quan hệ trong công việc cũng gặp không ít trục trặc, cạnh tranh với đồng nghiệp rõ ràng dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Thậm chí có người còn thấy bất bình với chỉ đạo từ cấp trên, mâu thuẫn căn điển làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần làm việc. Còn với người độc thân trong năm có ít có cơ hội về tình cảm, nhân duyên, kém sắc, cho dù có thì cũng để trôi qua mất vì sự bị động của bản thân mình. Còn đối với sức khỏe thì bản mệnh cũng cần chú ý đến sức khỏe thể chất trong năm 2021. Có thể xảy ra nguy cơ tổn thương do va chạm xe cộ, tai nạn, sự cố hoặc lối sống sinh hoạt không khoa học sẽ khiến cho thể trạng sa sút hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể hóa giải vận hạn năm 2021, thầy Gia Cát có khuyên bản mệnh nên sử dụng vật phẩm phong thủy có tên gọi là Kim Bài Thái Tuế. Kim Bài Thái Tuế năm 2021 Tân Sửu là vật phẩm phong thủy nghênh đón Thái Tuế, hóa giải vận hạn của 12 con giáp trong năm 2021. Trong phong thủy thì Thái Tuế là một trong những thần sát lớn nhất trong năm. Thái Tuế là mộc tinh vận hành cứ 12 năm được một vòng, tương ứng với vị trí của 12 con giáp. Mỗi năm Thái Tuế đến một phương tương ứng với con giáp ngự trị của năm đó. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế tại Sửu là Dương Tín đại tướng quân. Vậy nên năm 2021 tuổi Sửu sẽ là con giáp đầu tiên bị phạm vào Thái Tuế. Trong năm 2021 này sẽ còn 5 con giáp bị phạm vào Thái Tuế, đó chính là tuổi Sửu bị trực Thái Tuế, tuổi Thìn phá Thái Tuế, tuổi Ngọ thì hại Thái Tuế, còn tuổi Mùi xung Thái Tuế, cuối cùng đó là tuổi Tuất sẽ bị hình Thái Tuế. Với mỗi tuổi phạm vào Thái Tuế biết để mà nghênh đón Thái Tuế thì mọi việc sẽ hanh thông, nếu lỡ không biết mà bị phạm vào thì hung họa sẽ khôn lường. Quý vị và các bạn thân mến, trong phong thủy thì từ xưa đến nay mỗi khi năm mới đến sau lễ cúng giao thừa, người ta sẽ thường sử dụng một kim bài Thái Tuế mang theo bên mình để có thể nghênh đón Thái Tuế, xu cát tị hung, đón may mắn và tài lộc cho năm 2021. Kim bài Thái Tuế năm 2021 được mạ vàng 10K, trên có in hình Thái Tuế niên năm 2021 là ngày Dương Tín đại tướng quân. Mặt sau có khắc bát quái thất tinh bắt đầu kèm theo niên hiệu của Thái Tuế năm 2021. Khi mang theo kim bài Thái Tuế bên mình sẽ được ngài che chở trong suốt năm 2021, từ đó thì công việc sẽ hanh thông và thuận lợi hơn. Kim bài Thái Tuế bạn có thể để trong ví, trong bóp hoặc sau ốp điện thoại quý vị nhé. Điều đặc biệt nhất đó là kim bài Thái Tuế sẽ được thầy Gia Cát khai quang trì chú và xem ngày giờ cát lành cho bạn khi sử dụng vật phẩm này. Quý vị và các bạn muốn thỉnh vật bà phẩm kim bài Thái Tuế hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline 0989349119 hoặc số 0392936336 để có thể thỉnh trực tiếp vào phẩm này. Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công hơn nữa trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và đừng quên là thỉnh ngay kim bài Thái Tuế để có thể hóa giải vận hạn năm 2021 quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.